Ok, chào các bạn. Oh, sorry em. Ok, bây giờ chúng ta đang ở Lê Hồng Phong. Cái bên nhà thờ Phong Đô. Ở chỗ này là ăn chơi sa đỏ đó các bạn ơi. Là ăn cá viên chiên nè, thích nhất cá viên chiên nha. Rồi. Rồi cô chủ quán xinh đẹp nè, nhìn nè. Đây, thằng trẻ mặt luôn, chả thấy gì luôn, kinh khủng luôn. Xin lỗi. Chọc xíu. Nay còn có thêm món trà sữa đó. Không biết trà sữa như thế nào, thế nào chưa cô này bán. Bữa là chưa được uống trà sữa. Nay bán anh cái viên chiên với trà sữa nha. Được không? Ok. Không làm gì ngoài hôm nay là bia cho cái quán. Tại vì quán nó rất là quen thuộc và thân thuộc cộng với chất lượng cao quá. Có trà sữa nè. Ủa lát, ủa mà món gì vậy trời? Hồng trà, trà sữa cá sấu là sao? Là, ủa có cá sấu trong đây hả em? Đâu? Vãi cái ly cá sấu chứ. Ồ, thì ra là ly cá sấu. Đâu gương mặt đâu, cho coi xíu coi. Quá đáng. Ê, bữa nào làm mod cho tôi chụp coi. Trời ơi. Nè các bạn, món rất là nhiều. Ý, có mắt bay luôn, ghê chưa? Ủa quẹt thanh toán là sao? Thằng ấn hả? Là sao? Ấn Độ. Em cũng không biết. Gì không biết? Để chị chi. Này. Wow. Ủa này là bình trà không? Bình để giặt sữa rồi nó rót nó đau lượng rồi đuổi người ta đó. Giống bình xăng hả? Kiểu hay anh em buffet có mấy bình này nè. Vậy hả? Còn này là bánh tráng trộn đúng không? Bánh tráng trộn nhiêu phần em? 20.000 hả? Bán một phần nha, về ăn thử. Yeah. Rồi hai sâu cá viên chiên. Anh ăn cá hả? Ờ, thích ăn cá à. Với hai ly trà sữa. Đây, vợ chủ nè. Chào bà bầu. Ủng hộ gì? Bán gước phải qua. Lại một ly. Đã uống hết phải uống hai ly hả? Mang về làm hai ly đầy đủ cho anh.